Nhà thuốc Hoa Đà Houston xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương tại San Jose và các vùng phụ cận. Chương trình khám bệnh miễn phí 3 ngày, ngày 4, ngày 5, ngày 6 tháng 5 tại Dược Thảo Lan Anh, địa chỉ 1816 Tully Road, phòng 172 San Jose, Cali 95122. Để tiện việc sắp xếp khám bệnh, xin vui lòng gọi điện thoại làm hẹn khám bệnh tại số 408 429 9590, 408 429 9590, 408 429 9590.